Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay 17 tháng 7 năm 2023, giá lúa tại đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định. Thị trường giao dịch sôi động, giá neo cao, một vài nơi nông dân chào giá ở mức cao, nguồn cung khan hiếm. Giá tham khảo cắt 10 ngày trở lại. Tại An Giang, nếp An Giang 5.800 đến 6.000 đồng. Nếp Long An 6.600 đến 6.700. OM 380 6.600 đến 6.700. IR 504 6.700 đến 6.850 đồng. Nàng Qua 6.800 đến 7.000 đồng. Đài Thơm Thám 7.000 đến 7.100. OM 5451 6.700 đến 6.800. OM 5451 Campuchia 6.700 đến 6.800. OM 18 6.800 đến 7.000 đồng. OM 4900 6.800 đến 6.900. Tại Kiên Giang, lúa tươi IR 504 6.300 đến 6.600. OM 380 6.500 đến 6.700. Đài Thơm 8 7.000 đến 7.100. OM 5451 6.600 đến 6.800. OM 18 6.800 đến 7.000 đồng. Nàng Qua là 6.800 đến 7.000. RVT 6.800 đến 7.000. DS1 8.400 đến 8.800. ST21 7.100 đến 7.200. ST24 ST25 7.300 đến 7.400. OM 2517 6.800 đến 7.000 đồng. Lúa Jasmine là 6.800 đến 7.000 đồng. Javonica là 7.300 đến 7.500 đồng. Tại Cần Thơ và Hậu Giang, OM 380 6.400 đến 6.600. IR 504 6.500 đến 6.700. Nàng Qua 6.800 đến 6.900. Đài Thơm 8 7.000 đến 7.100. OM 5451 6.600 đến 6.800. OM 18 6.800 đến 7.000 đồng. ST 21 7.100 đến 7.200. ST 24 là 6.400 đến 6.600 đồng một ký, lúa rớt tỷ lệ đầu ra khó. Lúa Jasmine 6.900 đến 7.000 đồng, Javonica là 7.300 đến 7.500. Tại Đồng Tháp, OM 380 6.500 đến 6.700. IR 504 6.700 đến 6.850 đồng. Đài Thơm 8 từ 7.000 đến 7.100. OM 5451 6.600 đến 6.800. OM 18 6.800 đến 7.000. OM 4900 6.800 đến 6.900. Nếp tươi An Giang 5.800 đến 6.000 đồng. Nếp Long An tươi 6.600 đến 6.700. Tại khu vực Sóc Trăng, OM 380 6.500 đến 6.600. Đài Thơm 8 6.600 đến 6.800. IR 504 6.500 đến 6.600. OM 4900 6.700 đến 6.800. OM 5451 6.400 đến 6.600. OM 18 6.500 đến 6.700. Lúa Tài Nguyên 6.700 đến 6.900. RVT 6.700 đến 6.900. VNR 20 6.500 đến 6.700. Lúa ST 24 6.600 đến 6.700. Lúa ST 25 6.800 đến 7.100. Tại Bạc Liêu và Cà Mau, Đài Thơm 8 6.700 đến 6.900. IR 504 6.200 đến 6.500. OM 4900 6.400 đến 6.600. OM 5451 6.300 đến 6.400. OM 18 6.700 đến 6.900. Nàng Qua 6.700 đến 6.800. RVT 6.500 đến 6.700. Lúa ST 24 6.600 đến 6.700. ST 25 6.800 đến 7.100. Tại Long An, nếp tươi Long An 6.600 đến 6.700. IR 504 6.500 đến 6.700. Đài Thơm 8 7.000 đến 7.100. OM 5451 6.200 đến 6.400. OM 18 6.700 đến 6.900. ST 24 7.100 đến 7.300. ST 25 7.300 đến 7.400. OM 34 6.000 đồng. Tại Vĩnh Long, Trà Vinh, IR 504 6.500 đến 6.700. Đài Thơm 8 là 7.000 đến 7.100. OM 5451 6.600 đến 6.700. OM 18 6.600 đến 6.800.
giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng lúa nữa. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, Phúc Anh Store đã luôn đồng hành cùng kênh để mang đến nhiều thông tin cho bà con. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.